mua hàng trên mạng và cái kết. Hello hello, xin chào mọi người, mình là anh Bot đây. Món đồ hôm nay mình anh Bot là một chiếc ba lô có tên là Paraben Kanken. Đây là một chiếc ba lô đến từ Thụy Điển. Paraben có nghĩa là con cáo, còn Kanken có nghĩa là mang vác, mang theo. Phía trước ba lô được thêu cái logo của hãng nha mọi người. Chất liệu vải rất là dày dặn nhưng mà nó cũng hơi nhám nhám đó mọi người. Mình mua màu xám đi đỡ bị dơn á. Này là mặt sau của ba lô nè. Mặt sau ba lô được thiết kế dây chéo để chịu lực và không bị đau lưng đó mọi người. Phần phụ phía trước mọi người có thể để sạc dự phòng nè, sạc máy tính hay kính mát bla bla. Phía trên khóa kéo nó cũng có in logo của Kanken đó nè. Ở hai bên hông thì mọi người có thể đựng chai nước hoặc là dù. Nhưng mà mình nghĩ cái này có thể co giãn thì tiện lợi hơn nhiều á. Ở trên mấy cái nút gạt nó có in cái logo của Kanken đó nè, quá là tỉ mỉ luôn. Ba lô được thiết kế hình chữ U và khóa kéo dài xuống tận dưới để dễ dàng bỏ đồ vô và lấy đồ ra. Bên trong có logo của hãng và lá cờ Thụy Điển kế bên nè mọi người. Dưới này là tab nè. Bên trong có một cái ngăn laptop và một cái miếng mút bảo vệ laptop để mọi người không xài thì có thể lấy ra. Mình quên nữa, nếu mọi người không quẩy nó thì có thể cầm nó như một chiếc túi xách nè. Người muốn mình nó bóp thêm món nào kèm bên dưới nha.